Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Người nước kỷ lo trời sập, tự tìm khổ não. Có người trong lòng khởi vọng tưởng như không biết đến lúc già mình có bị chết đói, chết rét hay không nữa. Đây là lối suy nghĩ chẳng có ích lợi gì. Là đệ tử chân chánh của Phật, dù cho bị chết đói, chết rét, chúng ta cũng chẳng thấy sao mà lại nghĩ rằng nếu mình hy sinh vì Phật giáo thì không còn gì quan vinh bằng. Trong thời quá khứ, Đức Phật Thích Ca đã từng trải qua ba A Tăng kỳ kiếp tu phước huệ và trăm kiếp gieo tướng tốt. Tất cả các đại địa, đất đai trong tam thiên đại thiên thế giới không có chỗ nào dù nhỏ như hạt bụi mà không phải là chỗ của Đức Phật đã xả bỏ tánh mạng của Ngài. Chúng ta nên xét lại lòng mình, xem chúng ta đã xả bỏ được cái gì rồi. Ngay cả mấy thứ đồ vật ngoài thân mà mình còn bỏ không nỡ. Chúng ta vẫn cứ bị cái tâm riêng tư, ích kỷ làm chủ, cho nên cái này bỏ không đặng, thứ kia bỏ không xong. Huống chi đến chuyện xả bỏ sanh mạng mình thì lại càng không thể nói đến. Quý vị nên biết rằng, bởi vì chúng ta không thể xả, không chịu bố thí, không có lòng thông cảm, không biết thương xót, cho nên chúng ta mới không ngớt xoay chuyển trong vòng luân hồi. Chúng ta cả ngày chỉ lo nghĩ đến chuyện khi mình già thì phải làm sao, nhưng không bao giờ nghĩ đến vấn đề khi mình chết thì sẽ như thế nào. Giống như có người ở nước kỷ cứ u sầu cả ngày, đến nỗi mặt mày ủ rũ, không bao giờ lộ vẻ vui tươi. Có người hỏi, tại sao anh lại buồn rầu vậy? Anh ta đáp, nếu như trời sập thì làm sao? Há không phải là chúng ta sẽ bị đè chết hay sao? Đúng là lối suy nghĩ thật quá ấu trĩ đi thôi. Chúng ta là người tu hành, nên sống một ngày là một ngày có ý nghĩa và đừng để vọng tưởng áp đảo. Nếu chúng ta suốt ngày cứ vọng tưởng lung tung, há đó không phải là người ngu lắm sao? Vì nếu nghĩ tưởng đến những chuyện không thể có, không cần thiết, đó mới thật là tự mình làm khó lấy mình, tự chuốc khổ cho mình mà thôi. Bây giờ, chúng ta cần phải phản cái mê để quay về giác ngộ, nên buông cái giả để bắt lấy cái chân thật. Tôi thường nói với quý vị là, nếu không bỏ được cái giả, sẽ không thành đạt được cái thật. Nếu không bỏ được cái chết, sẽ không đổi được cái sống. Pháp thế gian là tương đối như vậy thôi. Nếu bên kia là nghiệp chướng nặng nề, thì bên đây là thanh tịnh nhẹ nhàng. Còn như bên đây là thanh tịnh hơn, thời nghiệp chướng bên kia sẽ nhẹ bớt. Chỉ là xem quý vị muốn làm thế nào, đây đều là do quý vị tự quyết định theo ý thích của mình. Chớ kẻ bàng quan, không có cách gì can thiệp được. Phàm là người xuất gia, chúng ta nên có nhân cách cao thượng, nên là người xuất chúng, vượt hẳn mọi người. Người xuất gia đừng nên hùa nhau đồng lõa với kẻ xấu, chỉ biết ăn rồi chờ chết, khiến cho khí thế Phật giáo trở nên nặng nề, không có khí thế hăng hái chút nào. Giảng ngày 15 tháng 7 năm 1984. Ha ha ha, 问什么的说呵。